Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và đây là một cái video vô cùng là ý nghĩa đối với mình. Thì nhân dịp 3.000 sub thì mình sẽ làm một cái giveaway để gửi tới các bạn, những bạn đã ủng hộ, đang ủng hộ mình. Đó chính là hai cái bộ set vinyl của nhà Roja này. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy, mình đã order khá là lâu rồi, nhưng mà tại vừa rồi đợt dịch nên là nó về khá là chậm. Nhưng mà cũng không sao, rất may là vừa đủ 3.000 sub thì nó về đến nơi. Và thực ra thì cái chai này, cái bộ này thì nó cũng có siêu như kia thôi, tại vì mình muốn mở ra để có thể review cho các bạn, cho các bạn xem. Thì đây là 5 mùi hương. Đó, mình phải giữ như này không nó rơi mất. Hộp này làm rất là đẹp nhá. Và trong này thì mỗi một mùi hương này thì nó là 2ml. Và mỗi mùi hương thì nó có những cái tên khác nhau, như là đây là Scandal này, Enigma này, là Elysium, Dengus và Vetiver. Đây đều là những cái mùi hương trong cái bộ sưu tập mới của nhà nước hoa Roja này. Nó là nằm trong bộ Perfume Cologne. Và những cái mùi hương của nhà Roja thì làm luôn luôn tốt nguyên liệu, từ nguyên liệu cho đến cách blend. Và nếu như bạn nào là người may mắn trúng được cái giveaway này thì các bạn hãy nhớ review lại cho mình nha. Còn bây giờ nếu như bạn đang hỏi là làm thế nào để có thể tham gia, để có thể nhận được phần quà này, thì từ từ đã. Mình đang có một cái vài điều mình muốn tham khảo ý kiến từ mọi người. Mình đang có một cái ý tưởng, đó là làm một cái chuyên mục hỏi đáp. Có nghĩa là mình sẽ tổng hợp tất cả những cái câu hỏi của các bạn ở trong những cái video mình đăng, và mình sẽ thống kê lại khoảng tầm 5 đến 10 câu và làm video trả lời các bạn toàn bộ những cái câu hỏi đó. Và nếu như những cái câu hỏi nào mà mình không đủ kiến thức, không trong nằm trong khả năng của mình hiểu biết, thì mình sẽ hỏi thêm anh em để có thể tư vấn cho các bạn một cách chính xác nhất, cụ thể nhất và nó có khoa học nhất. Đó, thì nếu như bạn nào đã gọi là inbox cho mình, đã nhờ mình tư vấn, thì các bạn cũng đã biết là mình rất là nhiệt tình về vấn đề đó. Và mình cũng sẽ luôn giữ cái quan điểm là review một cách công tâm, một cách khách quan nhất về tất cả những chai nước hoa. Mình không bao giờ có cái suy nghĩ rằng là review để các bạn mua cả. Đó, thì tại vì cũng có khá nhiều bạn hỏi là mình là nơi mua nước hoa ở đâu, thì mình cũng có recommend một nơi mà mình hay mua. Nhưng mà thực sự là nếu như bạn đã có chỗ mua riêng thì bạn cứ mua chỗ của bạn. Còn nếu như bạn đang tìm ở chỗ mua uy tín thì mình có recommend nơi đấy. Và cái đường link thì mình để ở phía dưới. Đó, nên là các bạn cứ yên tâm theo dõi kênh của mình. Với cái yếu tố khách quan mà công tâm nhất thì mình đảm bảo là các bạn sẽ đưa đến cho bạn những cái trải nghiệm, những cái cảm nhận của cá nhân mình nó một cách tốt nhất, một cách chính xác nhất. Chứ không như một vài kênh làm review để bán hàng. Nên là các bạn yên tâm nha. Và bây giờ quay trở lại với cái tiêu đề chính của video, đó là làm thế nào để nhận được hai set vinyl này, đúng không? Thì nó rất là đơn giản, các bạn chỉ cần vào cái đường link Facebook bài viết của mình ở phía dưới và comment vào đó 3 số mà các bạn yêu thích. Sau đó mình sẽ so sánh những comment để tìm ra bạn nào là người chiến thắng, bằng cách là so 3 số mà các bạn lựa chọn với cái 3 số cuối của giải đặc biệt Số số kiến thiết miền Bắc ngày 28 tháng 3 năm 2020 để gửi đến các bạn hai cái bộ vinyl này. Mỗi người sẽ có hai người chiến thắng nha. Mỗi người sẽ nhận được một bộ vinyl. Người nào đến trước, gần nhất, sớm nhất thì các bạn sẽ nhận được bộ có siêu này. Còn đến sau thì các bạn sẽ nhận bộ này thôi. Thứ hai, nó chẳng khác gì nhau cả, các bạn bóc ra dùng mà. Và tất nhiên các bạn phải like và share video ở chế độ công khai ở trên Facebook nha. Phải đủ những điều kiện đó thì các bạn mới được tính nha. Còn nếu như các bạn không like và không share thì nó sẽ không được tính đâu. Và nếu như lần này bạn tham gia mà không trúng thì cũng đừng tiếc, tại vì 5.000 sub, 10.000 sub thì mình lại sẽ làm tiếp giveaway và phần quà nó sẽ lớn hơn. Mình sẽ bỏ cái tiền mà mình được hưởng từ YouTube ra để mua quà làm cho các bạn, làm giveaway thường xuyên cho các bạn. Nên là yên tâm, chẳng lẽ chơi 5 lần không được, 10 lần không được, mình chơi 20 lần đúng không? Các bạn chỉ cần like, share và ủng hộ kênh của mình thì mình sẽ làm những cái video thật là bổ ích và làm thật nhiều giveaway cho các bạn. Và chúc các bạn may mắn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.